Благодарность, благодарность русского народа.
Và nhân đây chúng tôi xin một ngàn lần nữa hướng về nhân dân Nga với một tình cảm lòng tôn trọng đối với nhân dân Nga, dân tộc Nga vĩ đại, một dân tộc mà trong năm nay đã kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và chủ tịch nước chúng tôi, đồng chí Trương Tấn Sang đã thay mặt nhân dân và lãnh đạo Việt Nam sang tham dự cái ngày lễ trọng đại này. Và chúng tôi cho rằng cái triển lãm ngày hôm nay cũng là một cái biểu tượng, một sự thể hiện cái tình đoàn kết, niềm kính trọng và tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Nga vĩ đại. Я могу вам говорить, что то, что вы увидите на выставке «Ремарка сегодня», это все изделия продукции сельскохозяйства и морского производства. Это труд, ум и тесто нашего народа. Мы хотим показывать россиянам то, что мы сможем делать в нынешнее время, потому что долгое время мы учились у нас. Вы нас учили, обучали. Кормили, и сейчас мы можем стоять уже на всех ногах, и мы хотим проявлять солидарность, содействие русского народа в эти моменты. Время, когда проводят Российская Федерация такие санкции, но я думаю, что эти не препятствуют успеха российского народа. Я думаю, что российский народ всегда может стоять на своих ногах, и даже не только продолжать предоставляющие трудности, но и продолжать другим народам помогать. Поэтому в знак благодарности вьетнамского народа я вам заявляю, что все изделия продукции, которые вы видите, это наш труд, это наш ум, это наше творчество. Мы не будем демонстрировать, экспонировать на этой выставке какие-то некачественные изделия. Поэтому я прошу вас посетить всех павильонов. Это вы сами увидите то, что мы к вам хотим поделать. Tôi xin nhấn mạnh một ý, đặc biệt là đối với các bạn đồng chí Thanh Nga, rằng tại triển lãm lần này là chúng tôi giới thiệu tất cả những gì hàng hóa tốt đẹp nhất, thể hiện cái khả năng, trình độ, trí tuệ và cái vinh dự và trách nhiệm của những người lao động và nhân dân Việt Nam, những công ty Việt Nam đưa sang đây để giới thiệu các bạn Nga lần này. Đấy chứng tỏ cũng là một cái sự kính trọng, thể hiện cái tình cảm của chúng tôi với nhân dân Nga. Trước đây đã từng giúp đỡ chúng tôi, bày giải cho chúng tôi đã được học hành và đào tạo ở đây, thì bây giờ có thể đứng lên được tự chủ và làm được những mặt hàng chất lượng tốt nhất để mang xuống đây giới thiệu cho nhân dân Nga. Chúng tôi cam kết rằng ở đây là hàng chất lượng cao, không có những mặt hàng bình thường, không có những mặt hàng phẩm chất kém. Và điều đó cũng một lần nữa để thể hiện tình đoàn kết của chúng tôi đối với nhân dân Nga, đối với đất nước Nga, nhưng mà hiện nay đang trải qua những giai đoạn khó khăn và thử thách trước cái sức ép của lệnh trừng phạt và cấm vận từ phía đất nước Mỹ và Tây Âu. Và chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Nga luôn luôn và có thể đứng vững trên đôi chân của mình, không chỉ vượt qua những khó khăn thách thức tạm thời mà còn tiếp tục phát triển lên như một cường quốc. В заключение я хочу выразить свою благодарность в адрес министерства, правительства Московской области и города Москвы, всем учреждениям, компетентных организаций Москвы и района Восточно-Северного района Москвы, местные власти и те товарищи, друзья, которые нам оказали огромную помощь в подготовке этого выставки. Я считаю, что выставка была открыта, но я думаю, что в будущем еще будут много выставок из Вьетнама в России. Я хочу, чтобы мы с вами будем вместе идти вперед. И я думаю, что дружба и сотрудничество между нашими странами только имеет право делать шире, глубже и лучше. Это как слова президента Путина сказал при переговорах с нашими руководителями. Một lần nữa cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn đối với đại chính quyền trung ương, các bộ ngành trung ương Nga, chính quyền Moscow, chính quyền quận Đông Bắc và tất cả các cơ quan liên quan đã có phần hỗ trợ và giúp đỡ cho việc chuẩn bị và tiến hành những triển lãm này. Và chúng tôi cũng mong muốn là sau triển lãm này thì còn có rất nhiều những triển lãm khác sẽ được tổ chức và thực hiện, để làm sao thực hiện được cái mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước
để chúng ta sẽ cùng nhau đi lên, như là lời của Tổng thống Putin đã phát biểu trong cái cuộc hội đàm gần đây nhất với lại lãnh đạo các cấp của Việt Nam. Позвольте вам пожелать, дорогие наши друзья, вьетнамские и российские, здоровья, успехов и самое главное, то, что мы верим в искреннюю нашу дружбу, то я думаю, что дружба и соответствие живет вечно в наших народах, в душе наших народов и думаем, что после открытия семейного страха многие российские и вьетнамские предприниматели будут найти общее мнение для того, чтобы продолжать сотрудничать на будущее время, чтобы желания наших народов сбудутся в самое ближайшее будущее. Tìm thấy và thực hiện ở trong suốt buổi triển lãm này, và đặc biệt tôi cũng mong muốn rằng chúng ta một lần nữa khẳng định vào cái niềm tin của chúng ta vào tình hữu nghị vĩ đại bền chặt được thử thách qua thời gian giữa nhân dân và hai dân tộc chúng ta, và mong muốn như lần sau trong cái quá trình triển lãm này ấy, thì chúng ta gặt hái được nhiều thành tiêu để thực hiện đó và thực hiện cái nhiệm vụ phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước chúng ta. Спасибо огромное вам всем за внимание. Спасибо.